Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 12. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 30 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem tiếp phần tinh hoa trong Kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ đoạn 47. Thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, họa phước tương thừa, thân tự đương chi, vô thùy đại giả. Đây là sau khi Thế Tôn nói xong ngũ ác cho chúng ta. Ngũ ác là nhân, ngũ thống, ngũ thiêu là quả báo. Mấy câu này là đoạn tổng kết ngũ ác. Thiên địa chi gian là nói vũ trụ. Trong giữa vũ trụ có vô lượng vô biên chúng sanh. Trong những tinh cầu có cao đẳng sinh vật. Cho nên khắp pháp giới hư không giới cũng là hoàn cảnh hoạt động của chúng ta. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: vũ trụ, vạn vật, sanh mạng đều là do tự tánh biến hiện ra. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta rằng: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện, năng sanh, năng biến là tự tánh. Mà sở hiện, sở biến là vạn pháp. Tất cả pháp trong vũ trụ năng sở không thay. Cho nên vũ trụ là vĩnh hằng, sanh mạng cũng là vĩnh hằng. Hết thể tất cả sự biến hóa do vì ý niệm khác nhau. Hiện nay chúng ta gọi là tâm thái không tương đồng, tâm thái khác biệt. Cho nên mới có vô lượng vô biên, vô tận vô số sự vật. Đây là nguyên do của sự biến hóa. Ngũ đạo tức là lục đạo. Đây là cảnh giới rất gần với nhân loại chúng ta. Con người ở trong ngũ đạo. Có lúc
Trong kinh Phật nói lục đạo, cũng có lúc thì nói thất đạo. Vậy rốt cuộc là mấy đạo? Bất luận là nói như thế nào cũng toàn là sự thật. Nói ngũ đạo là nói thiên đạo, nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo, gọi là ngũ đạo. Nếu nói lục đạo, trong lục đạo thì cộng thêm A-tu-la đạo. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm có nói, ngoại trừ trong địa ngục đạo thì không có A-tu-la ra, còn bốn đạo khác đều có A-tu-la, cho nên nói ngũ đạo. Như thiên A-tu-la thuộc về thiên đạo, nhân A-tu-la thuộc về nhân đạo, cho nên A-tu-la thuộc về trong ngũ đạo. Nếu là nói lục đạo thì A-tu-la chỉ là thuộc về thiên A-tu-la. Thiên chia thành hai đạo, tức thiên đạo và A-tu-la đạo, cho nên thiên A-tu-la cũng thuộc trong tam thiện đạo. Nói thất đạo, đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm nói, ngoài lục đạo ra lại cộng thêm một tiên đạo, chúng ta gọi là thần tiên, cộng thêm một tiên đạo này, cho nên bất luận là nói lục đạo hoặc nói thất đạo hay là ngũ đạo cũng là một cái nghĩa. Ngũ đạo phân minh, đây là nói quả báo. Sanh đến đạo nào? Đây là trong Phật Pháp nói đều là thuộc về nghiệp lực. Nghiệp lực kéo dẫn quý vị vào đạo nào thì nghiệp của quý vị là đạo đó. Quý vị đã tạo nghiệp đó, muốn sanh thiên thì phải tu thượng phẩm thập thiện thì được sanh thiên. Tu trung phẩm thập thiện là nhân đạo, còn tu hạ phẩm thập thiện là A-tu-la đạo. Trên thực tế, họ tu hạ phẩm đó sao gọi là hạ? Thật ra, họ tu thiện đó cũng là thượng phẩm. Nếu không phải là thượng phẩm, thì họ làm sao được sanh thiên? Trong thượng phẩm đó, họ có xen tạp tâm háo thắng, ngạo mạn và ganh tị. Tuy họ có xen tạp phiền não tạp khí này vào trong, nhưng họ tu là thượng phẩm thập thiện, cho nên họ được phước báo vượt hơn nhân đạo thì họ được sanh thiên. Họ được sanh thiên vẫn còn mang theo tạp khí này. Thế Tôn tại trong kinh luận có lúc Ngài đề cập đến A-tu-la đánh nhau với Đao Lợi Thiên Chủ. Cho nên trên cõi trời cũng có chiến tranh, cũng không phải là rất thái bình. Đây là hai tầng trời phía dưới của trong dục giới thiên. Trong dục giới thiên có sáu tầng. Tầng trời càng cao thì đức hạnh càng thù thắng. Có lẽ thiên A-tu-la chỉ là ở trong cõi trời Đao Lợi và cõi trời Tứ Thiên Vương, gọi là địa cư thiên. Còn cõi trời Dạ Ma không ở trên mặt đất thì gọi là không cư thiên. Những cảnh giới của cõi trời này chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Do đây mới biết, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, nhất định phải học khiêm tốn. Tại trong Phật Pháp thì nói, nhún nhường. Nhà nho của Trung Quốc thì gọi là khiêm nhường. Đối với mình nhất định là có lợi ích. Nếu trong tâm ngạo mạn ganh tị mà lại không tu đại phước báo,
thì nhất định đọa vào ngạ quỷ địa ngục. Chúng ta không thể không biết điều này. Con người sống trong thế gian này đích thật có là có ngũ đạo phân minh. Có nghĩa là nói với chúng ta rằng con người có chết hay không? Con người chết rồi thì sanh lên cõi trời. Đây là nói lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi bị người phát hiện sớm nhất. Người nào phát hiện? Là Ấn Độ cổ Bà La Môn giáo phát hiện. Bà La Môn giáo có sớm hơn Phật giáo, ít nhất sớm hơn Phật giáo 5.000 năm. Trong số trưởng lão của họ, tôi cũng quen biết mấy vị. Tôi cùng với họ giao đàm. Họ nói với tôi rằng lịch sử của Bà La Môn giáo không chỉ 8.000 năm, mà tôn giáo của họ đời đời tương truyền cho đến nay ít nhất có hơn 10.000 năm. Còn Phật giáo bắt đầu từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến nay, chiếu theo sự ghi chép lịch sử của Trung Quốc có hơn 3.000 năm. Còn người ngoại quốc công nhận hiện nay cũng y theo ngoại quốc, y theo quốc tế, mọi người đều công nhận là 2.553 năm. So với sự ghi chép lịch sử của Trung Quốc thì ít hơn khoảng 600 năm. Sự ghi chép này chúng ta không cần đi khảo chứng, cũng không nên có phân biệt chấp trước. Trong kinh Kim Cang có nói phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, không nên chấp trước điều này. Chỉ cần hiểu rõ chân tướng sự thật thì được rồi. Thân thể có sanh diệt, linh tánh thì không có sanh diệt. Linh tánh mới là thật sự của mình. Thân không phải của mình. Thân là gì? Thân là sở hữu của ta. Như chúng ta mặc y phục, y phục là sở hữu của ta, không phải là ta, là y phục của ta. Sau đó quý vị hiểu được cái thân này không phải ta, mà là thân của ta. Thân không phải ta, mà là thân của ta. Sau khi quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này thì quý vị không còn sợ chết nữa. Tại vì sao? Vì không có chết. Nói chết chỉ là thay đổi một thân thể khác, thay đổi một cảnh giới khác. Theo trong thời đại hiện nay mà nói, ở phương Tây dùng thuật thôi miên rất thịnh hành. Ở Trung Quốc đại lục hiện nay cũng có, ở Đài Loan cũng có, ở Hồng Kông cũng có. Họ dùng thuật thôi miên. Khi con người bị thôi miên đến mức độ sâu thì họ có thể thấy được đời quá khứ của mình. Họ thấy được quá khứ một đời hoặc hai đời. Trước giờ có một vị bác sĩ người Mỹ, ông ấy nói ông ấy đã từng thôi miên một người, khiến cho người đó thấy được mấy chục đời trước. Trong thời đại đó hình như chưa có văn minh, người đó thấy mình là thân người.
sống ở trong hang đá. Lúc đó vẫn chưa có nhà ở, lúc đó con người chưa biết cách nhà, đều sống trong hang đá. Có khoảng 4.000 năm. Dùng thuật thôi miên có thể nhìn thấy đời xa xưa như vậy. Đây là chuyện có thật. Thuật thôi miên này có thể khiến cho con người nhìn thấy tương lai thì ít, cũng rất khó tin. Nhìn thấy đời quá khứ thì chúng ta có thể tin, nhìn thấy tương lai thì khó tin. Đây là nói rõ Bà La Môn giáo nói lục đạo luân hồi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thừa nhận họ nói là sự thật. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn trẻ, Ngài cũng đã từng theo họ tu học qua. Chúng ta tin rằng Thích Ca Mâu Ni Phật tu tứ thiền bát định nhất định là rất cao. Này đã hiểu rõ lục đạo. Đoạn kinh văn này là nói về lục đạo. Thế nhưng người thật sự học Phật, người học Phật phải cầu trí huệ viên mãn, phải truy tìm căn do lục đạo từ đâu mà có. Vì sao lại có lục đạo? Ngoài lục đạo còn có thế giới hay không? Đây là đại vấn đề. Lúc đó các tôn giáo ở Ấn Độ và trong học thuật cũng không thể giải đáp được những vấn đề này. Cho nên Thế Tôn đi khắp nơi tham học hết 12 năm. Sau cùng Ngài buông bỏ hết những gì đã học. Ngài ở bên cạnh sông Hằng, ngồi dưới cây Tất Bát La, tức ngồi dưới cây Bồ Đề, nhập thiền định thâm sâu. Sau cùng thì Ngài đã giác ngộ. Đây tức là trong Thiền Tông Trung Quốc gọi là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh. Ngài đã giải quyết được tất cả nghi vấn. Ngài đã thành tựu trí huệ cứu cánh viên mãn. Năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật vừa đúng 30 tuổi. Sau khi Ngài giác ngộ thì bắt đầu đi giảng dạy. Ngài giảng dạy suốt một đời. Ngài viên tịch năm 79 tuổi. Cho nên trong kinh luận có ghi chép Phật giảng kinh hơn 300 hội. Chữ hội này tức là chúng ta hiện nay gọi là mở lớp. Ngài đã mở lớp giảng dạy bao nhiêu lần? Có hơn 300 lần. Quy mô của mỗi một lớp có lớn nhỏ khác nhau. Nhân số nhiều thì có hơn 10.000 người. Nhân số ít thì có mười mấy 20 người. Thời gian dài thì giảng mấy năm, thời gian ngắn thì giảng mấy ngày, không nhất định. Đều phải xem nhân duyên, thời tiết mà sự giảng dạy cũng khác nhau. Cách giảng dạy của Phật rất là hoạt bát. Xin xem tiếp câu
thiện ác báo ứng. Đây là nói nguyên do hiện tượng của ngũ đạo. Vì sao lại có ngũ đạo? Nếu là tâm thiện và hành vi thiện thì được sanh vào nhân thiên hai đạo. Đây là thiện đạo. Chữ thiện này có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chính là trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Còn như tâm ác và hành vi ác thì quả báo trong tam ác đạo. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam ác đạo. Phật tại trong kinh có nói tam ác đạo là do ác nghiệp nào tạo thành? Là do tham sân si. Đây là nhân tố đầu tiên tạo thành tam ác đạo. Tham dục là ngạ quỷ đạo. Lòng tham của ngạ quỷ rất nặng. Sân hận là địa ngục đạo. Tâm ganh tị rất nặng. Ngu si là súc sanh đạo. Cho nên gọi tham sân si là tam độc phiền não. Do tham sân si tạo thành tam ác đạo. Do đây mới biết không ai làm chủ tam ác đạo. Không phải Phật Bồ Tát làm chủ, cũng không phải Thượng Đế làm chủ, cũng không phải Diêm La Vương làm chủ. Vậy ai là chủ? Là tự làm tự chịu. Quý vị phải hiểu rõ cái lý này. Cho nên Phật dạy cho các đệ tử, dạy cho đại chúng, Ngài thường nói cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Dập tắt tham sân si. Tham sân si là nhân, tam ác đạo là quả báo. Dập tắt tham sân si thì quý vị không bao giờ chịu quả báo của tam ác đạo. Đạo lý là ở tại chỗ này. Chúng ta học Phật có tham hay không? Chúng ta học Phật đương nhiên là không còn tham, tài sắc danh thực thùy và danh vọng lợi dưỡng. Vậy tham Phật Pháp có được hay không? Tham công đức có được hay không? Không được. Tại vì sao? Vì quý vị chưa trừ bỏ lòng tham, chỉ là thay đổi đối tượng mà thôi. Hay nói cách khác, quý vị vẫn còn ở trong tam ác đạo, chẳng qua là đối tượng của quý vị tốt một chút, đọa vào tam ác đạo chịu khổ ít một chút mà thôi. Là cái lý như vậy. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, cho chúng ta phải trở về, phải bỏ, phải trừ bỏ lòng tham, mà không phải bảo chúng ta thay đổi đối tượng. Chúng ta không được tham pháp thế gian, cũng không được tham Phật Pháp. Trong kinh Kim Cang có nói pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp là Phật Pháp, phi pháp là pháp thế gian. Cho nên phải buông bỏ pháp và phi pháp, thấy điều không được tham. Phật đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Phật suốt đời Ngài thật sự vì chúng ta thị hiện đoạn ác tu thiện. Trong đoạn ác không có lòng tham. Không có lòng tham thì được quả báo tốt,
Ta đoạn ác, không nên có ý niệm ta nhất định sẽ được quả báo tốt. Ta tu thiện cũng không có lòng tham. Tại vì sao? Vì đoạn ác tu thiện là tự mình phải nên làm. Trong bản tánh của quý vị chỉ có thiện, không có ác. Mà trong tập tánh thì có thiện ác. Làm thế nào buông bỏ được tập tánh? Chỉ cần trở về với bản tánh. Cho nên Lão Tổ Tông tại trong Tam Tự Kinh có nói: nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái bản thiện này chính là bản tánh của chúng ta. Tất cả chúng sanh đều như nhau, chư Phật Bồ Tát cũng không ngoại lệ, đều là một cái bản thiện. Thế nhưng tập tánh tức là thói quen của chúng ta thì khác nhau. Cổ nhân có nói: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý vị sẽ bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm. Quý vị gần với người thiện thì nhiễm tập khí của người thiện, gần với người ác thì quý vị sẽ nhiễm tập khí của người ác. Đây là tập tánh không tốt mà Phật dạy cho chúng ta. Mục đích không có gì khác, làm thế nào buông bỏ tạp nhiễm, trở về với tự tánh. Đây là lời Phật dạy, là cách giáo dục của Phật. Chúng ta học Phật nhất định phải hiểu rõ điều này. Chúng ta học Phật học những gì? Không phải cầu thăng quan, không phải cầu phát tài, cũng không phải cầu quyền thế, mà Phật Pháp hoàn toàn giúp cho chúng ta nâng cao linh tánh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời Ngài vì chúng ta thị hiện. Ngài là Thái tử, Ngài xả bỏ ngôi vua, tức là Ngài đã buông bỏ danh vọng lợi dưỡng. Ngài đã thực hiện được. Ngài không bao giờ nói dối, nói lời giả dối với chúng ta. Ngài thật sự đã xả bỏ được. Ngài chuyên làm công việc giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Tại vì sao? Vì Ngài biết được rất rõ ràng. Ngài rất thông minh tuyệt đỉnh. Tất cả nghề nghiệp trong thế gian này, nghề nào tốt nhất là nghề giảng dạy. Cái nghề này tốt nhất. Cổ nhân Trung Quốc có nói: điều vui sướng nhất là dạy cho anh tài trong thiên hạ. Đây là sự vui sướng nhất của đời người. Cho nên Phật chuyên làm công việc giáo dục. Chúng ta hãy nghĩ xem, trên thế giới này, những vị sáng lập các tôn giáo khác hầu như đều cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật không khác, đều cùng một nhận thức, cũng cùng thực hiện một công việc giáo dục xã hội. Thế nhưng Phật giáo thì khác với tôn giáo. Trong Phật giáo không có nói thần. Tuy trong Phật giáo cũng có nói rất nhiều thiên thần quỷ thần, nhưng đều là lục đạo chúng sanh, cùng với chúng ta là bình đẳng. Không có nói thần là chủ tạo ra vạn vật, không có nói thần là chủ tể của tất cả vạn vật. Trong Phật giáo không có nói như vậy. Vậy ai là chủ tạo ra vạn vật? Là tự tánh của chúng ta tạo ra vạn vật. Vì tất cả pháp không rời tự tánh. Rất nhiều người đã đọc qua Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Khoa Chú. Trước kia
Tôi đã giảng qua Kinh Địa Tạng mấy lần, cũng lạy theo bộ khoa chú này mà tham khảo tư liệu. Trong Ngũ Trùng Quyền Nghĩa của bộ khoa chú này nói về tánh thức, nói được rất đầy đủ. Tại vì sao? Vì tánh là năng hiện năng sanh, thức là năng biến. Hết thảy tất cả biến hóa là do thức đang khởi tác dụng. Thức là gì? Thức là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước khiến cho tất cả hiện tượng sanh ra biến hóa. Ngũ đạo này chính là biến hóa. Ngũ đạo từ đâu sanh ra? Là do phân biệt chấp trước sanh ra khác nhau. Cho nên trong bộ khoa chú nói tánh thức nói được rất hay. Do đây mới biết luân hồi là hoàn toàn thiện ác báo ứng. Thiện và ác, trong Kinh Phật nói có hai thứ nghiệp. Trong phần trước đã có nói với quý vị, một thứ là dẫn nghiệp, tức là dẫn dắt quý vị đi thọ sanh vào đạo nào thì gọi là dẫn nghiệp. Còn một thứ khác là mãn nghiệp. Mãn là viên mãn. Mãn nghiệp là quý vị đang trong đạo này, tức là cuộc sống của quý vị trong đời này, quý vị được hưởng thụ sự giàu nghèo sang hèn. Tất cả mọi người đều khác nhau, tuy cùng là con người, nhưng có người thì giàu sang, có người thì nghèo hèn. Vì sao lại có khác nhau như vậy? Là vì mãn nghiệp khác nhau. Dẫn nghiệp dẫn dắt quý vị là ngũ giới và thập thiện. Đây là dẫn dắt quý vị đi thọ sanh vào đạo nào. Mãn nghiệp là trong đời quá khứ của quý vị. Đối với sự giàu sang và nghèo hèn, quý vị đã tu học khác nhau. Trong Kinh Phật có nói rất rõ ràng, phước báo của quý vị, tức là tài phú của quý vị trong đời này có được bao nhiêu, là do quý vị trong đời trước quá khứ tu được. Trong đời quá khứ quý vị có tu đại phước báo, thì trong đời này quý vị được hưởng đại phước báo. Phước từ đâu mà có? Người Hoa nói phước là nói năm thứ phước. Tài phú của quý vị là do trong đời quá khứ quý vị đã tu bố thí tài. Quý vị tu bố thí tài càng nhiều thì trong đời này quý vị được tài phú càng nhiều. Nếu quý vị tu bố thí tâm càng thanh tịnh thì trong đời này quý vị rất dễ được tài phú. Bất luận quý vị làm nghề nào thì tiền tài cuồn cuộn mà đến. Tại vì sao? Vì trong đời quá khứ có tu bố thí tài, quý vị rất là hoan hỷ bố thí tài. Chúng ta cũng thấy có người phát tài, thế nhưng họ kinh doanh rất cực nhọc mới được phát tài. Đó là nguyên nhân gì? Họ cũng chịu bố thí. Nếu họ không bố thí thì làm gì có tài. Tuy họ có bố thí, nhưng khi bố thí rồi thì lại hối tiếc. Sau khi bố thí rồi thì tâm của họ rất buồn, cho nên họ kinh doanh rất là cực nhọc mới được phát tài. Hãy còn một loại bố thí khác gọi là miễn cưỡng bố thí. Khi nhìn thấy người khác bố thí, họ cũng miễn cưỡng làm theo. Thật ra họ không có ý bố thí, cho nên cái tâm thái đó khác nhau. Vì vậy phát tài cũng khác nhau. Quả nhất định tương ứng với nhân. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí của vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu.
Hôm qua tôi đã nói về dưỡng lão và giáo dục trẻ em với quý vị. Làm sự nghiệp này là sự nghiệp của thần thánh. Làm sự nghiệp này phải dùng tâm hiếu kính đối xử với người già, và dùng tâm nhân từ đối xử với trẻ em, thì phước báo đời sau của quý vị không ở nhân gian. Bởi vì phước báo của nhân gian không có lớn như vậy, ít nhất quý vị được sanh lên cõi trời dục giới để hưởng phước báo của cõi trời. Quý vị mà hiểu được cái lý này thì rất hoan hỷ chịu bố thí, toàn tâm toàn lực mà bố thí, quý vị sẽ được phước báo không thể nghĩ bàn. Chỉ cần không cần đợi đến đời sau, mà trong và ngay trong đời này quý vị sẽ được quả báo, phải được phước báo. Tuy có phước báo nhưng không khởi lòng tham, có phước báo lại tiếp tục bố thí. Cho nên trong Phật giáo có nói xả đắc. Hai chữ xả đắc này là thuật ngữ của Phật giáo. Trong xã hội ngày nay, mọi người cũng thường dùng hai chữ xả đắc này. Xả đắc có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nói với quý vị, chỉ cần quý vị xả thì có đắc, tức là xả tài thì được tài, xả pháp thì được thông minh trí huệ. Hễ xả thì có đắc. Ý nghĩa thứ hai là sau khi được rồi, quý vị cũng phải xả bỏ luôn. Quý vị xả bỏ được thì lại được càng nhiều, được càng nhiều vẫn phải xả, mãi mãi xả, thì phước báo của quý vị trở thành vô lượng vô biên, không có cùng tận. Thế nhưng người thế gian, họ không có cái trí huệ này, họ không hiểu chân tướng sự thật. Hễ họ được phát tài thì trong tâm họ rất vui mừng. Lúc họ chưa phát tài thì họ chịu xả, nhưng khi họ đã phát tài rồi thì họ không chịu xả, thì họ đã khởi lòng tham, họ tích tụ tiền tài càng lúc càng nhiều, họ không chịu bố thí tài. Nhưng nếu họ muốn bố thí tài thì nhất định phải có điều kiện, đối với họ có lợi ích thì họ bố thí. Nếu đối với họ không có lợi ích thì họ rất miễn cưỡng, chỉ bố thí một chút mà thôi. Quý vị nên biết tài sản của họ trong đời này, bất luận là có được bao nhiêu, khi thọ mạng của họ đã hết cũng không thể mang theo. Tài sản của họ thuộc về ai? Họ không thể mang theo thì họ phải trả nợ. Đến đời sau thì họ không có tài phú nữa. Cho nên chúng ta nhìn thấy có rất nhiều nhà đại từ thiện, họ đã làm một số sự nghiệp từ thiện, họ vẫn có lòng tham danh lợi. Họ làm việc từ thiện đều là vì sự lợi ích của cá nhân mình. Họ hy vọng đại chúng xã hội khen ngợi họ, cung kính họ. Hễ họ được đại chúng xã hội khen ngợi và cung kính họ thì không có phước báo nữa. Họ cất một căn nhà lầu cũng đề tên của mình. Có lần tôi đến Thái Lan trợ giúp xây cất một bệnh viện của Phật giáo Thái Lan. Họ dùng tên của tôi đặt tên cho bệnh viện đó. Họ làm như vậy thì không được. Cho nên tôi mới yêu cầu họ không nên dùng tên của tôi, hãy nên đổi thành bệnh viện Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì hay hơn. Khi mọi người nhìn thấy tên của bệnh viện thì biết niệm Tam Bảo thì mọi người được lợi ích. Họ đề tên của tôi thì không được lợi ích.
Tôi cũng đã yêu cầu nhiều lần mà họ cũng không nghe. Tôi thấy tên của bệnh viện đó vẫn còn để tên của tôi. Họ không chịu nghe lời. Chúng ta hiểu được cái lý này, nhưng họ không hiểu. Chúng ta hy vọng đại chúng xã hội mắt thấy tai nghe đều là những lời giáo huấn của bậc thánh hiền, luôn luôn in sâu vào trong tâm của chúng ta, thời thời khắc khắc phải thuộc lòng, giúp cho chúng ta có thể quán tưởng được. Nghĩa là quý vị đã thực hành được. Tấm bảng tên của bệnh viện đó không thay đổi, không đổi tên khác, vì sao tôi không còn đến đó nữa? Cho nên tu phước, nếu không có trí huệ thì không được, nhất định phải có trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có? Là trong những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Cho nên tu thanh tịnh phước đức, tuyệt đối không có xen tạp phiền não tạp khí vào trong, mà phải thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta phải nên tu học điều này. Kế tiếp là câu họa phước tương thừa. Đây là nói trong họa có phước, trong phước có họa. Quý vị phải có trí huệ thì mới có thể thấy được rõ ràng, thì mới có thể vận dụng đúng như pháp. Trong họa có phước, ý nghĩa của câu này tôi xin nêu ra một câu chuyện. Các đồng tu học Phật chúng ta có lẽ cũng đọc qua Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang có nói đến vị tiên nhẫn nhục bị Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể. Vị tiên đó gặp phải một nạn như vậy. Ca Lợi là tiếng Phạn. Ca Lợi Vương nếu dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bạo quân. Vương là quân vương, Ca Lợi là tàn bạo, là bạo quân. Vị tiên nhẫn nhục đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó Ngài đang tu Bồ Tát Đạo, Ngài chuyên tu nhẫn nhục Ba La Mật. Cái sự tích này ở trong Kinh Đại Niết Bàn có nói rất tường tận, còn trong Kinh Kim Cang chỉ là đề cập đến mà thôi. Lúc đó nhà vua dẫn theo đám tùy tùng và các cung nữ, đám người hầu này đi theo nhà vua vào rừng săn bắn. Sau khi họ săn bắn xong, có lẽ nhà vua đã mệt, cần phải nghỉ ngơi. Thì nhà vua nghỉ ngơi trong liều vải và cũng đã ngủ một giấc. Lúc đó đám cung nữ ngẫu nhiên phát hiện ở gần đó có một hàng núi. Trong hàng có một người tu hành. Họ nhìn thấy rất hoan hỷ, mọi người đều đến lễ lại và xin thỉnh giáo với người tu hành đó. Người tu hành đó chính là vị tiên nhẫn nhục. Thì Ngài thuyết pháp cho họ nghe. Lúc ấy nhà vua đã thức dậy, không thấy đám cung nữ của mình,
thì đi tìm, phát hiện họ đang trước ở cửa hàng, thì nhà vua rất nóng giận, nghĩ rằng vị tiền đó không giữ giới luật, dám dụ dỗ đám cung nữ của ta. Lúc đó nhà vua nổi giận, liền đem vị tiền đó xử tử răng trì. Răng trì tức là dùng dao cắt từng miếng thịt. Từng cách trừng trị này rất là tàn khốc. Nhà vua hỏi vị tiền nhẫn nhục, ngươi tu cái gì? Vị tiền nhẫn nhục trả lời, tu nhẫn nhục. Nhà vua nói, vậy ta xem ngươi có nhẫn được hay không. Vì vậy, vị tiên nhẫn nhục bị xử tử. Lúc sắp chết, vị tiên nhẫn nhục nói với nhà vua, ta không bao giờ oán hận ông. Tương lai, ta thành Phật sẽ độ ông trước nhất. Cho nên về sau, Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật. Người đầu tiên được độ là Tôn giả Kiều Trần Như, mà tiền thân của Tôn giả Kiều Trần Như chính là Vua Ca Lợi. Phật nói, Phật đã làm được. Đây gọi là trong quả có phước. Ngài thật sự có thể nhẫn, Ngài nhẫn được, coi như không có chuyện gì. Ngài không có oán hận. Chẳng những Ngài không có oán hận mà còn cảm ơn, cảm tạ nhà vua. Thì cũng như ta gặp phải sự thử thách, thử xem ta có nhẫn được hay không. Nếu nhẫn được thì thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Bởi vì Ngài nhẫn được, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật được thành Phật sớm hơn. Ngài vốn là vị Phật thứ năm trong thiền kiếp, đứng sau Di Lặc Bồ Tát. Vốn là Di Lặc Bồ Tát thành Phật trước, Ngài thành Phật sau. Chính vì Ngài đã thành tựu nhẫn nhục ba la mật, cho nên Ngài thành Phật trước, còn Di Lặc Bồ Tát thì thành Phật sau Ngài. Đây là trong quả có phước. Cho nên khi chúng ta gặp phải sự khó khăn, gặp phải tai họa, không nên sợ hãi. Nghịch cảnh ác duyên đang thử thách quý vị, xem quý vị có oán hận hay không. Quý vị mà không có oán hận thì cảnh giới của quý vị được nâng cao. Nếu quý vị có oán hận thì quý vị đã thất bại khi gặp phải sự thử thách. Công phu của quý vị vẫn còn kém lắm. Cho nên nghịch cảnh ác duyên đối với chúng ta có quan hệ hay không? Không có quan hệ. Quả và phước của chúng ta hoàn toàn ở nơi chính mình. Tự mình gặp phải nghịch cảnh ác duyên, nếu mà oán trời trách người thì quý vị sẽ đọa vào tam đồ. Nếu tự mình gặp phải nghịch cảnh ác duyên, không nên oán trời trách người mà phải sinh lòng cảm ơn. Bởi vì họ tạo tác ác nghiệp, họ phải đọa vào tam đồ, họ rất khổ. Chúng ta có tâm oán hận sẽ trả thù, thì oan oan tường báo đến bao giờ mới hết? Trả thù thì khiến cho hai bên đều đau khổ. Thà là xả bỏ tất cả. Xả bỏ sẽ khiến cho mình nâng cao cảnh giới, còn họ sẽ đọa lạc. Lúc họ đọa lạc, chúng ta sanh lòng thương xót. Chúng ta không oán hận mà lại thương xót họ, vì họ không biết đã tạo tác ác nghiệp. Họ tương lai sẽ đọa lạc. Chúng ta phải làm gì đối với họ? Phải có tâm cứu vớt họ, phải giúp đỡ họ được. Phải giúp đỡ họ như thế nào? Đang lúc họ đang đau khổ thì giúp cho họ giảm bớt sự đau khổ. Tức là quý vị mỗi ngày tụng kinh lại Phật, đem công đức hồi hướng cho họ. Họ ở trong ác đạo được giảm bớt sự đau khổ. Lúc họ hãm hại quý vị vì họ không biết, sau khi họ giác ngộ, họ biết mình đã làm sai. Chúng ta đối xử với họ càng tốt hơn, không có oán hận chút nào mà còn giúp đỡ họ. Cho đến khi họ thoát ly ác đạo, tự chúng ta là thân phận của Phật Bồ Tát, có khả năng siêu độ họ. Đây tức là trong họa có phước.
và trong phước có họa. Đại sư Liên Trì tại trong quyển Trúc Sông Tùy Bút có nói một câu chuyện. Có một người xuất gia tu hành ở trên núi. Vị này tu hành ở trên núi đã có mười mấy năm không xuống núi. Vì sao bị người phát hiện, biết được vị tu hành này có đạo, có học, liền lễ thỉnh ông ấy xuống núi đi hoằng pháp. Vừa xuống núi đi hoằng pháp thì được mọi người cùng kính cúng dường, thì liền có phước báo. Trong khi ông ấy hưởng phước báo thì đã thối chuyển đạo tâm, không còn dũng mãnh tinh tấn như trước nữa. Có một hôm ông ấy gặp được Đại sư Liên Trì, thì Đại sư Liên Trì kể một câu chuyện. Thật ra là nói ông ấy, trong câu chuyện nói một người tu hành ở trên núi rất tinh tấn. Vì sao ông ấy bị danh vọng lợi dưỡng dụ dỗ mê hoặc, tự mình không làm chủ được, bị đọa lạc? Thì ông ấy hỏi, ngài nói vị nào vậy? Đại sư trả lời, chính là huynh đó. Đây tức là nói rõ trồng phước có họa. Nếu tự quý vị không thấy rõ, không hiểu được thì rất dễ đọa lạc. Cho nên đặc biệt là những vị pháp sư còn trẻ, nếu gặp phải sự cúng dường dồi dào, tức là gặp phải ma vương, nhất định sẽ đọa vào tam đồ. Cho dù biết giảng kinh thuyết pháp có giỏi đi nữa cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đọc trong quyển An Thế Cao Chuyện Ký có nói, đó là người bạn đồng tu của ngài An Thế Cao. Xưa kia ông ấy đọa làm Thân Long Vương ở cung Đình Hồ, tức là một cái hồ nhỏ ở bên cạnh hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây hiện nay. Ông ấy ở đó làm Long Vương. Ngài An Thế Cao là một vị cao tăng đắc đạo. Ngài muốn độ người bạn đồng tu của mình. Năm xưa ngài và người bạn này cùng chung tu học với nhau. Người bạn đồng tu này biết giảng kinh, thích bố thí, ông ấy thông đạt kinh điển, giảng kinh rất hay. Cho nên sau khi ông ấy đọa làm Thủy Thần Long Vương thì rất linh. Vì sao rất linh? Vì ông ấy biết giảng kinh, thích bố thí, cho nên có đại phước báo. Ở khắp nơi xa gần, mọi người đều đến lễ lại cúng dường cho Long Vương, được mười phương bá tánh cúng dường rất nhiều. Tại vì sao? Vì ông ấy thích bố thí. Ông ấy bố thí tài rất nhiều, cho nên ông ấy có đại phước báo là do tu bố thí tài. Nhưng tại sao ông ấy lại đọa làm Thân Long Vương? Bởi vì mỗi ngày ông ấy ôm bình bát đi khất thực, người ta cúng dường thức ăn không hợp khẩu vị, cho nên tâm trong tâm ông ấy có chút không vui. Chính vì nguyên nhân này, ông ấy không được thành tựu mà đọa vào súc sanh đạo làm Thân Long Vương. Cũng may là ông ấy có người bạn đồng tu là ngài An Thế Cao giúp cho ông ấy. Quý vị nên biết, ngài An Thế Cao ở Trung Quốc chuyên phiên dịch kinh điển. Sau khi ngài dịch xong kinh điển thì ngài đến cung Đình Hồ để độ Long Vương. Lúc đó Long Vương đã biết trước, cho nên Long Vương báo mộng cho vị trụ trì trong miếu, nói rằng ngày mai có người bạn đồng tu đến thăm ta,
phải tiếp đãi cho đàng hoàng, phải nghe lời khuyên dạy. Cho nên ngày hôm sau thì thấy ngài An Thế Cao đến ngôi miếu, vị trụ trì đứng bên ngoài ngôi miếu nghinh đón ngài, nghinh đón ngài An Thế Cao và nói rằng tối hôm qua Long Vương báo mộng bảo với mọi người rằng phải cung kính nghinh đón đại sư. Ngài An Thế Cao vào trong chánh điện tụng kinh niệm chú cho Long Vương, sau đó ngài mời Long Vương xuất hiện để cho mọi người nhìn thấy, nhưng Long Vương không muốn xuất hiện. Ngài An Thế Cao lại nói ông nhất định phải xuất hiện để cho mọi người biết được nghiệp nhân quả báo, cũng là lúc ông thật sự sám hối và giáo hóa chúng sanh. Long Vương nghe nói như vậy liền xuất hiện, thì ra là một con rắn khổng lồ. Cho nên hiện nay ở địa phương đó vẫn gọi là xà thôn, tức là làng rắn. Long Vương đem hết tài sản trong miếu, chuyển tặng cho ngài An Thế Cao, thỉnh ngài An Thế Cao xây cất một ngôi chùa Phật giáo. Ngôi chùa này hiện nay ở Nam Xương gọi là Đại An Tự. Đây là tiền của Long Vương đem hiến cúng xây cất ngôi chùa này. Lúc đó ngài An Thế Cao nói với mọi người rằng vị Long Vương này xưa kia khởi tâm chê thức ăn không hợp khẩu vị, trong tâm không vui, cho nên bị quả báo này, đọa vào súc sanh đạo. Ông ấy đọa vào súc sanh đạo lại tạo tác tội nghiệp, tâm sân hận rất nặng. Những người đi thuyền trên biển nếu không lễ lại Long Vương thì Long Vương sẽ lật thuyền của họ. Cho nên mọi người đều phải đến miếu để lễ lại Long Vương. Long Vương rất là linh, Long Vương có phước báo. Long Vương đang hưởng phước thì trong phước có quả. Long Vương tự biết mình đã tạo tác tội nghiệp, sau khi chết rồi nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Nay Long Vương gặp được ngài An Thế Cao đến cứu độ, ngài An Thế Cao dùng thuyền chở hết tài sản trong miếu tiếp tục đi về hướng nam, tức là hiện nay là Nam Xương. Khi thuyền đi đến sông Cống thì mọi người nhìn thấy một thanh niên đứng trước đầu thuyền hướng về ngài An Thế Cao lại ba lại, sau đó thì biến mất. Ngài An Thế Cao nói người thanh niên đó là Long Vương, ông ấy đã thoát khỏi thân rắn và đã sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đây là câu chuyện trong quyển An Thế Cao truyện ký có ghi chép. Cho nên khi biết được luật nhân quả này là điều rất đáng sợ. Quý vị nghĩ xem có nên phạm lỗi lầm này hay không? Tuy phạm lỗi lầm này rất nhỏ nhưng quả báo thật là đáng sợ. Trong kinh Phật có nói rất nhiều về nhân quả báo ứng. Chúng ta tin lời Phật nói, không có vọng ngữ. Những chuyện nhân quả báo ứng này là cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Nay sự tu học và đức hạnh của chúng ta không bằng người, chúng ta cảm thấy sự tu học của chúng ta vẫn còn kém hơn Long Vương rất nhiều. Ông ấy đọa vào thân Long Vương, còn chúng ta chắc có lẽ sẽ đọa vào binh tôm tướng cá. Địa vị không bằng Long Vương thì quý vị mới biết luật nhân quả đáng sợ. Cho nên ở chỗ này thì chúng ta có được một kết luận: lúc phước báo hiện tiền thì phải đặc biệt cẩn thận, tự mình không nên khởi lòng tham luyến. Nếu có lòng tham luyến thì sẽ đọa vào ngã quỷ đạo.
Cho dù biết giảng kinh, thích bố thí, cũng đọa vào phước đức quỷ. Phước đức quỷ là gì? Là những quỷ thần được nhân gian thờ cúng, như thần thổ địa. Trong phước đức quỷ có thành hoàng, có thổ địa và sơn thần là thuộc về chánh thần, vẫn là ở trong quỷ đạo, không ra ngoài quỷ đạo. Cho nên khi gặp phải nghịch cảnh ác duyên, không nên có tâm oán hận. Phải nhận chịu, tức là phải tiếp nhận. Dù có gặp phải ác duyên như thế nào, chúng ta cũng phải tiếp nhận, không nên có oán hận. Người niệm Phật chúng ta trong tâm chỉ niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, thì chắc chắn được vãng sanh. Nói tóm lại, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không kết oán thù với người khác. Họ chán ghét ta, ta nghĩ trong đời này ta không có đắc tội với họ, nhưng có lẽ trong đời trước có kết oán với họ, vì nhân quả thông ba đời. Vô duyên vô cớ họ đối với quý vị vô lễ, thì nhất định là nhân quả ở đời trước. Những chuyện này cũng thường nhìn thấy, chỉ cần quý vị lưu ý nghĩ xem. Có lúc chúng ta đi ra ngoài gặp phải những người xa lạ, cũng không quen biết, họ nhìn quý vị mỉm cười, gật đầu chào, đây là thiện duyên. Cũng có lúc họ gặp phải quý vị, họ trừng mắt nhìn quý vị, hình như họ chán ghét quý vị. Đó là gì? Đó là ác duyên. Có lẽ chỉ gặp phải một lần, không có lần thứ hai. Trong thời gian rất ngắn thì quý vị có thể nhìn thấy thiện và ác khác nhau. Cho nên chúng ta phải dùng tâm hoan hỷ, tâm cung kính mà đối xử với họ. Họ trừng mắt nhìn ta, chán ghét ta, ta phải niệm A-di-đà Phật cho họ. Đây là sự hồi báo tốt nhất. Có thể nói, trong bất cứ lúc nào, chỗ nào và trường hợp nào, đều là chỗ tu hành, đều là đạo tràng giúp cho chúng ta nâng cao cảnh giới. Đạo tràng không nhất định ở trong tự viện am đường, bất cứ chỗ nào cũng là đạo tràng, thì đạo nghiệp của chúng ta mới được thành tựu. Cho nên câu này chúng ta phải thật có trí huệ, nhìn cho rõ ràng để vận dụng một cách đúng như pháp. Khi nhìn thấy những người nghèo khổ, nhất là khi tự mình đang trong cảnh khốn khổ, những người học Phật chúng ta phải biết được buông bỏ vạn duyên, thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó không phải là một tăng thượng duyên rất tốt hay sao? Cho nên có nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi, chúng ta đang sống trong thời đại này là một thời đại rất tốt, một thời đại rất hạnh phúc, tại sao lại có nhiều tai họa như vậy? Tại sao xã hội hỗn loạn như vậy? Thì tôi nói với họ rằng, quý vị đối với thế gian này mà không còn lưu luyến, tốt nhất là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu thế gian này trong thời kỳ thái bình, quý vị sống được hạnh phúc yên ổn, quý vị sẽ tham luyến nó, quý vị không muốn đi vãng sanh, thì quý vị đã bỏ mất cơ duyên làm Phật trong đời này. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay, cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh, là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự không có thiện và ác, cũng không có tốt và xấu. Tốt và xấu ở tại lòng người, ở trong tâm của mình. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh để đối xử là điều tốt nhất. Thuận cảnh tốt, nghịch cảnh cũng tốt.
dùng tâm thanh tịnh để đối xử, người thiện tốt, người ác cũng tốt, không một thứ nào mà không tốt. Nếu tâm của chúng ta không thanh tịnh, có ngạo mạn, ganh ghét, chướng ngại, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không tốt, sẽ khiến cho chúng ta đọa vào tam đồ. Chúng ta phải hiểu rõ cái lý này. Phật tại trong kinh điển thường dạy cho chúng ta, những người học Phật không nên quên câu lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Người học Phật không sợ khổ, người học Phật nhất định phải trì giới. Phải trì giới như thế nào? Là nhất định phải y theo Đệ Tử Quy. Muôn ngàn trở nên coi thường Đệ Tử Quy. Nguồn gốc của Đệ Tử Quy vào thời xưa ở Trung Quốc là những lời giao huấn và giao quy của mỗi một gia đình. Những lời giao huấn và giao quy này là mọi người cùng nhau cần phải tu học. Những điều gia quy của trong gia phả chúng ta không chỉ có bấy nhiêu, ở phần sau hãy còn có rất nhiều điều cần phải cùng nhau tuân giữ. Cùng nhau cần phải tuân giữ có 113 điều. Trong quyển Đệ Tử Quy này tổng cộng là nói 113 điều. Đây là nền tảng của giới luật. Trong những năm qua, chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi và đã tiếp xúc với các đồng tu học Phật ở khắp mọi nơi. Chúng tôi cũng đã hiểu rõ và lý giải hoàn cảnh cuộc sống ngày nay của các đồng tu tại gia không thực hiện được thập thiện nghiệp. Còn các đồng tu xuất gia thì không giữ được sa di luật nghi. Cho nên Phật giáo mới suy. Tại sao suy? Chính là vì không có giới luật thì không có Phật, không có lễ thì không có nho, không có thiện thì không có đạo. Chúng ta tu học Phật Pháp. Phật tại trong kinh có dạy cho chúng ta, Đệ tử Phật không học tiểu thừa trước mà chỉ học đại thừa thì không phải đệ tử Phật. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Giống như học hành vậy, trước tiên phải học tiểu học, sau đó mới học đại học. Phải thuận theo thứ tự này mà học. Nay chúng ta không cần học tiểu thừa, đi thẳng vào học đại thừa có được hay không? Bỏ học tiểu thừa, chỉ học đại thừa có được hay không? Vào giữa đời nhà Đường thì đã bắt đầu không học tiểu thừa rồi. Tuy họ bỏ học tiểu thừa, nhưng họ học nho và đạo để thay thế tiểu thừa, cho nên họ có thể thành tựu. Còn nay chúng ta không cần học nho, cũng không cần học đạo, và cũng không cần học tiểu thừa. Vừa bắt đầu thì học đại thừa, cho nên học suốt đời, học suốt một đời cũng không thể thành tựu. Chúng ta phải thật quan sát kỹ điều này. Vậy phải làm sao đây? Nhất định phải bắt đầu gấp rút học bổ túc. Chúng ta có thể không cần học tiểu thừa, nhưng chúng ta phải học nho
và đạo, chúng ta chọn Đệ Tử Quy của nhà Nho và Cảm Ứng Thiên của nhà đạo. Chúng ta học Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên để thay thế cho Tiểu Thừa. Chúng ta hết lòng mà học tập. Sau khi có nền tảng này rồi thì có thể tu học thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là nền tảng của Phật giáo. Bất luận là người xuất gia hay tại gia đều lấy thập thiện nghiệp làm căn bản. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói rất rõ ràng, thập thiện nghiệp là đại căn đại bản của Pháp Nhân Thiên, của Thanh Văn Bồ Đề và Duyên Giác Bồ Đề cho đến Vô Thượng Bồ Đề. Quý vị phải tu từ căn bản. Căn bản nếu dùng cây để làm thí dụ, cây nó có gốc tức là căn bản, tức là thân cây. Căn bản tức là nó có gốc, nó có thân cây thì mới có cành lá, mới có hoa cỏ, mới có hoa quả. Nếu không tu căn bản, tức là cây không có gốc thì không có hoa quả, thì hoa quả đó giống như hoa cắm trong bình vậy. Những người hiện nay chúng ta ưa thích ngắm hoa trong bình mà không biết đắp vững cái gốc, bỏ cái cơ hội này, bỏ mất cái cơ hội này. Cho nên nhất định phải tu từ căn bản. Nho thích đạo đều phải tu từ căn bản. Xưa kia ở Trung Quốc đích thật sự giáo học của Lão Tổ Tông phát huy tác dụng rất lớn. Mấy ngàn năm qua, mỗi một triều đại cũng có bậc thánh hiền xuất thế. Trong Phật giáo thì có các bậc cao tăng cao sĩ, cũng có hàng cư sĩ tại gia tu được thành tựu. Tại vì sao? Vì đã đắp vững nền tảng. Sự giáo dục của nền tảng là từ nhỏ bắt đầu tu học. Nhỏ vào lúc nào? Vừa mới sinh ra. Ngày đầu tiên vừa mới sinh ra thì người mẹ đã dạy nó. Người mẹ dạy như thế nào? Quý vị nên biết, đứa trẻ vừa mới sinh ra, con mắt của nó biết nhìn, lỗ tai của nó biết nghe. Tuy nó không biết nói nhưng nó đã biết nhìn, đã biết nghe và nó biết bắt chước. Cho nên cha mẹ ở trước mặt nó, lời nói cử chỉ đều in sâu vào trong A Lại gia thức của nó. Như vậy nó đã nhìn 3 năm, đã nghe 3 năm và tiếp xúc 3 năm thì nền tảng của nó rất kiên cố. Cho nên người mẹ ở trước mặt đứa trẻ cũng phải làm ra cái dáng đoan trang ở trước mặt đứa trẻ, không được để cho nó thấy những điều không tốt và nghe những chuyện bất thiện, để cho đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ mình hiếu thuận với ông bà của cha mẹ. Nhìn nó nhìn thấy cha mẹ mình hiếu thuận với ông nội bà nội, tương lai nó lớn lên cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Lúc còn nhỏ thì nó đã học được. Nó đã biết bắt chước lời nói việc làm của cha mẹ. Cho nên trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu nói 3 tuổi nhìn 80. Lúc 3 tuổi đã có nền tảng, đến 80 tuổi thì không bao giờ thay đổi. Đây là sự giáo dục thành công. Cho nên con người sống trong thế gian này, thật sự vị thầy đầu tiên của quý vị là người mẹ. Xưa kia người mẹ không nhất định là có học hành biết chữ. Tuy họ không có học hành, không biết chữ, nhưng họ biết làm người. Họ rất biết hiếu thuận với cha mẹ. Đó là nhờ có trưởng bối dạy cho họ, từng đời đem đạo lý làm người dạy cho người đời sau. Đó chính là Đệ Tử Quy. Cho nên Đệ Tử Quy không phải để đọc
không phải để giảng mà là phải làm cho, phải làm cho con cái xem. Làm đến lúc nào? Làm đến già. Làm đến già cũng không thể bỏ cái quy củ này. Quý vị là một người thì quý vị phải giống con người. Đệ tử quy chính là dạy làm người, làm một người tiêu chuẩn. Nếu trái với đệ tử quy thì mất đi nhân cách. Tại trong Phật Pháp thì có nói đời sau thì không được thân người. Chúng ta gọi là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta đi đến đạo nào, cho đến mãn nghiệp thể đều ở trong đó. Dẫn dắt chúng ta đến nhân đạo là ngũ giới. Không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không uống rượu là trí, không nói dối là tính. Quý vị thấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, lão tổ tông gọi là ngũ thường, thấy điều ở trong đệ tử quy. Quý vị chú tâm mà xem, ngũ thường, ngũ luân, tứ duy bát đức, thấy điều ở trong đệ tử quy. Thực hiện đệ tử quy chính là tổng cương lĩnh văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chúng ta nhất định phải hết lòng làm cho được, thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong sự thế đối người tiếp vật, thì quý vị là một người đệ tử Phật tiêu chuẩn. Người hiện nay họ cảm thấy rất kiêu ngạo là sai rồi. Chúng ta phải biết khiêm tốn, không nên có kiêu ngạo. Cảm thấy là một người đệ tử Phật kiêu ngạo thì không tốt. Đó là trong tâm quý vị lại phạm lỗi lầm. Làm người phải biết khiêm tốn, phải biết tôn kính người khác, quan tâm người khác, chăm lo người khác, hỗ trợ hợp tác với người khác, thì mới tạo thành một xã hội tốt đẹp. Cho nên điều đầu tiên chúng ta muốn thực hiện được thì không sợ khổ. Chịu khổ là phước báo. Không sợ khổ thì nhất định phải trì giới, nhất định phải thực hiện được đệ tử quy, cảm ơn thiên và thập thiện nghiệp. Khi chúng ta đã có nền tảng này rồi, niệm Phật cầu vãng sanh, xin nói với quý vị, nhất định được vãng sanh. Quý vị là người được cực lạc thế giới, rất là hoan nghênh. Quý vị phải biết thật sự giác ngộ, phải thật sự hiểu rõ, quý vị nhất định phải cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Tại vì sao? Vì cực lạc thế giới có thể giúp cho quý vị một đời chứng đắc quả vị cứu cánh viên mãn. Tại trong Phật Pháp gọi là thành Phật. Thành Phật có rất nhiều người không biết. Vì sao phải thành Phật? Phật là gì? Họ cũng không biết. Chúng ta nói chứng đắc viên mãn. Cái gì viên mãn? Là trí huệ viên mãn, là đức hạnh viên mãn, là tài nghệ viên mãn và phước báo viên mãn. Quý vị không có khiếm khuyết chút nào. Cũng giống như A-di-đà Phật vậy, cũng giống như Tỳ Lô Giá Na Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm vậy. Cho nên gọi là đại viên mãn. Trong một đời có thể chứng đắc. Sau khi thành Phật,
Có việc gì làm hay không? Có. Làm được rất vui sướng. Trong tâm không có bận rộn. Còn chúng ta thì bận rộn với công việc, rất là cực nhọc. Chư Phật Bồ Tát vui với công việc, các ngài không cực nhọc. Thì như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy, ngàn chỗ mong cầu, ngàn chỗ ứng. Chữ ngàn này không phải là con số, mà là khắp pháp giới, hư không giới. Có người cầu quý vị giúp đỡ, quý vị nhất định phải giúp đỡ họ. Làm người như vậy thì rất bận rộn, thì rất cực nhọc. Vì sao chư Phật Bồ Tát không có bận rộn, không có cực nhọc? Là vì các ngài hóa thân mà đi. Vô lượng vô biên hóa thân, đồng thời đi ứng hiện. Hóa thân này hiện ở đâu? Hóa thân hiện đến trước mặt của người đó đang cầu. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, cái hóa thân này là chỗ này sanh ra thì diệt ngay chỗ đó. Họ đến giúp cho quý vị, họ đến giúp cho quý vị. Vì sao họ không có bận rộn? Là vì họ không khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, thì họ làm gì có phân biệt chấp trước? Cho nên họ không có bận rộn. Là vì họ không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm thì làm sao có ứng? Cái ứng này là cảm. Là vì chúng sanh có cảm thì họ liền ứng. Chúng sanh có tâm cảm thì Bồ Tát vô tâm ứng. Tức là chúng sanh có khởi tâm động niệm thì Phật Bồ Tát mới cảm. Mà Bồ Tát ứng tuyệt đối không có khởi tâm động niệm. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cái lý này trong Kinh Đại Thừa có nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Nay chúng ta tu học quả thật rất là khó khăn. Giảng cũng khó giảng, người nghe làm sao nghe được rõ ràng. Cho nên mấy năm gần đây, chúng tôi phát hiện tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật Bản, ông ấy dùng nước để thí nghiệm. Lúc đó tôi đang ở Úc Châu, thì Pháp Sư Ngộ Bình phát hiện ở trên mạng Internet và đã tải được 4 bài và đem phần trình bày này cho tôi xem. Tôi xem rồi rất hoan hỷ, bởi vì lúc đó chúng tôi không có cách nào giảng rõ vấn đề này. Nay nhờ có khoa học làm chứng minh điều này, có tâm cảm và vô tâm ứng. Nước là khoáng vật, nó có tâm hay sao? Nó không có phân biệt, nó không có chấp trước. Thế nhưng chúng ta đối xử với nó, dùng thiện niệm đối xử với nó biết được thì nó có phản ứng rất tốt. Nếu chúng ta dùng ác niệm đối xử với nó thì nó phản ứng rất là xấu xí. Ông ấy đã thí nghiệm rất nhiều lần và đã chứng minh nước thật sự nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết hiểu được ý của con người. Nước còn làm được như vậy, còn những người minh tâm kiến tánh họ làm sao mà không làm được? Chúng ta từ trong thí dụ này thì có thể khẳng định
sự cảm ứng của Phật Bồ Tát là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Thì mới gọi là được đại tự tại. Mà cái lý của sự cảm ứng, toàn cả vũ trụ là một sanh mạng cùng một thể, giống như thân thể này của chúng ta vậy. Cái thân thể này là do nhiều tế bào tổ hợp thành một thân thể, mà số lượng của tế bào thì quá nhiều, số lượng tế bào này là cùng một thể. Bất cứ trạng huống của một tế bào nào, quý vị cũng có thể cảm giác được, quý vị cũng có thể cảm giác được sự đau ngứa. Cho nên khi một người minh tâm kiến tánh thì mới biết được khắp pháp giới hư không giới cùng với mình là một sanh mạng cùng một thể. Cho nên khắp pháp giới hư không giới, chỗ nào chúng sanh có cảm thì họ cũng biết được, thì tự nhiên có ứng. Khi biết rõ chân tướng sự thật này rồi thì quý vị cảm thấy tu hành thành Phật là điều rất quan trọng. Đây mới là việc lớn nhất trong sự tu học của chúng ta, nhất là gặp được pháp môn Tịnh Tông. Tại vì sao? Vì pháp môn Tịnh Tông bảo đảm cho quý vị một đời thành tựu, chỉ sợ quý vị không chịu làm. Nếu quý vị thật chịu làm thì quý vị trong đời này nhất định được thành tựu. Khi đã hiểu rõ cái lý này rồi thì quý vị sẽ buông bỏ tất cả thiện duyên và ác duyên trong thế gian này. Chẳng những quý vị không còn phân biệt chấp trước nó nữa, mà quý vị đối với nó cũng không khởi tâm, không động niệm. Tất cả thiện và ác ở trước mặt quý vị cũng như bọt nổi trên mặt nước vậy, nó tự nhiên thì tan mất. Mặc kệ nó thì tự nhiên tan mất. Đây là công phu rất cao. Tự mình trong đời này chắc chắn được thành tựu. Đây là sự thật. Đây là thật sự. Biết xử lý họa và phước, đi theo nguyên tắc chỉ dạy cao nhất. Thì tâm của chúng ta cầu vãng sanh tịnh độ càng khẩn thiết, thì nguyện lực của chúng ta càng kiên cố. Đây không phải là cổ nhân thường nói nhân họa được phước hay sao? Còn từ một phương diện khác mà nhìn, như trong thế gian này có rất nhiều người giàu sang, họ học Phật, tuy họ có niệm Phật nhưng họ hữu khẩu vô tâm. Những người giàu sang học Phật, họ thích tổ chức làm Phật sự, họ thích đứng phía trước người khác, họ thích thắp nhang cũng phải thắp cây nhang đầu tiên, thắp cây nhang thứ hai thì họ không vui. Cho nên trong chùa chiền mới ấn định một quy củ: thắp cây nhang đầu tiên là bao nhiêu tiền, thắp cây nhang thứ hai là bao nhiêu tiền. Họ đặt ra cái giá tiền như vậy. Mà tuyệt đối không phải do Phật quy định. Cái quy định này không phải của trong Phật giáo. Do ai đặt ra
là do con người đặt ra. Đây là trong phước có họa. Vì sao người xuất gia phải làm như vậy? Là do người tại gia bảo họ làm. Cho nên cả hai đều có lỗi lầm, hại mình cũng hại người khác. Hãy còn một tội nữa là phá hoại hình dáng của Phật giáo. Tạo tội này rất nặng, tương lai sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, khiến cho lúc đại chúng xã hội nhìn thấy hình dáng này, họ không dám học Phật. Trước kia thầy của tôi là giáo sư Phương Đông Mỹ có nói với tôi rằng, thầy đã nói rất nhiều lần cho nên tôi có ấn tượng rất là khắc sâu. Nếu muốn khôi phục lại Phật giáo thì nhất định phải khôi phục lại chế độ Tòng Lâm. Chế độ Tòng Lâm của thời đại Đường Tống là gì? Là Đại học Phật giáo. Phải khôi phục lại nền giáo dục. Tòng Lâm là trường học. Vị viện trưởng của Tòng Lâm là Phương trưởng, là hiệu trưởng. Còn vị hòa thượng thủ tọa là giáo vụ trưởng của trường học hiện nay. Thầy Duy Na là huấn đạo trưởng. Thầy Đương Gia là giám viện, tức tổng vụ trưởng. Quý vị nghĩ xem, phân công hoàn toàn giống như trong trường học hiện nay vậy. Còn các cấp dưới là chấp sự. Việc phân công của trong Tòng Lâm, quy mô lớn hay nhỏ, phân công càng lớn thì càng nhiều. Cho nên chế độ Tòng Lâm là giáo dục, nó là giáo dục. Cho tuyệt đối không có làm kinh sám Phật sự. Hai chữ Phật sự này chính là giảng dạy, dùng lời hiện nay mà nói là giáo dục. Nếu theo ý nghĩa của hai chữ này mà xem thì không sai. Phật là trí huệ, là giác ngộ. Còn sự tức là công việc của chúng ta. Cho nên Phật sự là thuộc về công việc trí huệ. Công việc giác ngộ là giảng dạy, là công việc giảng dạy giác ngộ. Ý nghĩa của hai chữ này là giảng như vậy. Còn hiện nay nói đến Phật sự là gì? Điều là nói làm kinh sám, điều là phục vụ cho người chết, không phải phục vụ cho người sống. Trong Phật giáo rất từ bi, có phục vụ cho người chết hay không? Có. Như Địa Tạng Bồ Tát, Ngài ở trong địa ngục giáo hóa chúng sanh, Ngài đang ở trong địa ngục phổ độ chúng sanh, Ngài đang phục vụ cho loại chúng sanh đó. Quý vị hãy xem phóng diêm khẩu. Trên đài diêm khẩu có thờ một hình tượng quỷ vương bằng giấy, gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ. Vị quỷ vương đó đang ở trong quỷ đạo, giáo hóa chúng sanh trong quỷ đạo. Vị quỷ vương đó là ai? Là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiêu Diện Đại Sĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài ở trong quỷ đạo thì hiện thân quỷ vương, ở trong nhân đạo thì thị hiện thân người, ở trong thiên đạo thì thị hiện thân trời. Ngài không phải chỉ có một thân, mà là Ngài có vô lượng thân. Cái thân vốn có của Ngài là gì? Ngài vốn không có thân. Không có thân thì có thể hiện tất cả thân.
Nếu là vốn có, vốn chỉ có một cái thân thì Ngài không thể hiện tất cả thân. Hiện nay chúng ta không thể hiện tất cả thân, bởi vì đã nhận định cái thân này là bản thân của mình, cho nên không thể hiện cái thân thứ hai. Nếu một ngày nào đó chúng ta đột phá, khẳng định cái thân này không phải ta, thì ta có thể hiện tất cả thân. Cho nên hiện tại thì đã đảo ngược. Phật giáo mới suy, nay mọi người học Phật không biết là nguyên nhân gì. Hiện nay người giàu sang học Phật thì có khó khăn. Tại vì sao? Vì hiện nay thiện tri thức quá ít. Cho nên học Phật vẫn còn lưu luyến cõi ta bà này, cõi ta bà thế giới này, tạo các nghiệp bất thiện, đã bỏ lỡ cơ duyên thành Phật trong đời này. Sau cùng nói, tự thân tự đương chi vô thùy đại giả, có nghĩa là tự làm tự chịu, không ai thay thế cho mình. Nếu có người thay thế cho mình thì Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nếu các ngài không thay thế cho chúng ta thì lòng từ bi của các ngài ở đâu? Cho nên Phật tại trong kinh mới nói tự làm tự chịu. Quý vị tạo ác thì nhất định đọa vào địa ngục. Thế nhưng Phật Bồ Tát sẽ đến địa ngục giúp cho quý vị, giúp cho quý vị biết giác ngộ, giúp cho quý vị biết sám hối, giúp cho quý vị biết hồi đầu, thì quý vị được siêu thoát. Cho nên gọi là hồi đầu là bến. Phật Bồ Tát giúp cho quý vị là giúp điều này. Các ngài chỉ đem chân tướng sự thật nói cho quý vị thì quý vị liền được vui. Vui từ đâu mà có? Hiện tại quý vị chịu khổ, khổ từ đâu mà có? Các ngài giảng rõ ràng minh bạch cho quý vị thì quý vị biết xa lìa cái nhân khổ, thì quý vị lìa khổ. Quý vị muốn được vui thì quý vị phải cố gắng tu cái nhân vui thì quý vị được vui. Các ngài dạy cho quý vị là để thỏa mãn dục vọng hiện tại của quý vị, nhưng không phải rốt ráo. Nếu quý vị có trí huệ, quý vị vẫn phải nâng cao cảnh giới của mình. Cái vui của nhân gian, trong cái vui có khổ, cho nên không phải rốt ráo. Ta không muốn hưởng cái phước này, đúng thật là lạc cực sanh bi. Cái vui của nhân gian là giả, còn cái vui của cõi trời thì chân thật hơn nhân gian một chút. Tuy trên cõi trời không có chịu khổ, nhưng đến lúc nào thì mới có khổ? Trước 7 ngày khi thọ mạng sắp hết, họ bắt đầu cảm thấy có chút khổ. Lúc bình thường thì họ không cảm thấy có khổ. Người cõi trời họ mãi mãi không già yếu. Người cõi trời đến lúc nào thì già? Trước 7 ngày khi thọ mạng sắp hết thì họ đột nhiên già đi. Họ vừa già đi thì biết được thọ mạng sắp hết. Đến lúc đó họ cũng lo sợ, không có cách nào, họ vẫn phải đọa lạc. Nếu duyên của họ thù thắng, gặp được Phật Bồ Tát chỉ dạy cho họ niệm Phật, dạy cho họ tu thiện, thì thọ mạng của họ lại được kéo dài. Đây là Phật tại trong kinh điển nói cho chúng ta biết điều này. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn kinh văn dưới đây. Nhược năng tự ư kỳ trung,
nhất tâm chế ý, đoàn thân chánh niệm, ngôn hạnh tương phó, sở tác chí thành, độc tác chư thiện, bất vi trùng chúng ác, thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức. Đây là Thế Tôn tại trong phẩm kinh văn này, lời Ngài khuyên giải sau cùng cho chúng ta, chúng ta phải ghi nhớ. Nhược là giả thuyết, năng tự ư kỳ trung, tức là nói chúng ta hiện đang sống trong thời đại này, ngũ trược ác thế ác liệt này. Điều quan trọng nhất là gì? Là nhất tâm chế ý. Ý là ý niệm. Làm thế nào khắc phục được cái ý niệm này? Ý niệm ác không được để nó sanh. Đây là thật sự tu hành, cũng là thật sự có công phu. Đã không có ác niệm thì không bao giờ có hành vi ác. Nhất định phải khống chế được ác niệm. Hay nói cách khác, trái với luân lý đạo đức là ác niệm. Trái với lời dạy của Phật Bồ Tát thì nhất định là ý niệm sai lầm. Mỗi ngày chúng ta phải thân cận với thánh hiền. Thân cận như thế nào? Phải đọc kinh. Đọc kinh là thân cận với Phật Bồ Tát. Đọc sách thánh hiền chính là thân cận với thánh hiền, cũng là làm bạn với thánh hiền và Phật Bồ Tát. Đây là trong Đệ Tử Quy khuyên dạy cho chúng ta, năng thân nhân vô hạn hảo. Đọc xem kinh điển chính là thân cận với thánh hiền. Vật chất của thế gian sự dụ dỗ quá mạnh, phải làm sao đây? Chúng ta có thể từ chối. Sức dụ dỗ mê hoặc của máy truyền hình quá mạnh thì chúng ta không xem nó. Sức dụ dỗ mê hoặc của báo chí tạp chí quá mạnh, chúng ta cũng không xem nó. Tôi không xem truyền hình báo chí tạp chí. Đã có khoảng 50 năm. Tôi học Phật đã có 58 năm. Lúc ban đầu vẫn còn xem nó. Về sau thì không còn xem nữa. Sau khi tôi đi xuất gia thì không còn xem nó. Tôi học Phật đã được 7 năm thì đi xuất gia, không còn tiếp nhận những thứ nhiễm ô này. Có lúc tôi cũng biết được những tin tức quan trọng. Làm sao tôi biết được? Là có những vị đồng tu rất nhiệt tâm. Họ từ trong mạng Internet tải được một số tin tức quan trọng, họ đem cho tôi xem. Đây là tự bảo vệ mình. Còn trong những trường hợp náo nhiệt, tôi tuyệt đối không đi tham dự. Phạm vi cuộc sống của tôi rất nhỏ. Còn thành thị thì rất rộng lớn. Tôi ở đây thật ra rất là xa lạ.
Tôi chỉ biết một con đường đi đến đạo tràng này để giảng kinh, chỉ biết một con đường này mà thôi, còn những con đường khác thì không biết. Cho nên cuộc sống phải càng đơn thuần thì càng tốt. Tại vì sao? Quý vị hỏi tôi hôm nay thế nào? Hôm nay thiên hạ thái bình, không có chuyện gì. Nếu quý vị mỗi ngày xem truyền hình, báo chí, tạp chí thì cảm thấy thiên hạ đại loạn. Cho nên tôi suốt đời sống trong cảnh thái bình, yên vui. Đúng là như vậy. Tôi mỗi ngày nhìn thấy các đồng tham đạo hữu ai nấy đều là bậc thượng thiện nhân. Như trong kinh nói, các bậc thượng thiện nhân câu hội một chỗ, làm sao mà không vui sướng, làm sao mà không được tự tại. Giờ đây mới biết chúng ta sống trong xã hội ngày nay, có thể sống trong cảnh thái bình yên vui, có thể sống trong cảnh tốt đẹp như các bậc thượng thiện nhân vậy. Vậy thì tự quý vị phải làm cho được nhất tâm chế ý, đoàn thân chánh niệm. Đoan là đoan chánh, giữ phép, giữ lễ, nhất định phải tuân theo những lời giáo huấn của trong Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp, phải đem nó thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện khi xử thế đối người tiếp vật. Đây chính là đoan thân chánh niệm. Trong chánh niệm nhất là luôn luôn không quên A Di Đà Phật, bất cứ lúc nào, chỗ nào, trong tâm thường niệm A Di Đà Phật, trong tâm ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có, kể cả cha mẹ thân nhân cũng không cần nhớ đến. Phải có công phu như vậy thì đây là thật sự hiếu thuận với cha mẹ, thật sự đối xử tốt với người thân. Tại vì sao? Vì khi ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là làm Phật, bất luận họ ở nơi đang ở nơi nào, chúng ta cũng có thể nhìn thấy họ, chúng ta cũng có thể chăm sóc họ, ta cũng có thể giúp đỡ họ, ta cũng có thể hiếu thuận họ. Nếu như ta không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi con người đã chết rồi thì mỗi người đi một nơi, không còn gặp nhau nữa, dù có thấy mặt cũng không quen biết. Đây là sự thật. Nay chúng ta thường thường họp mặt với nhau, cái duyên này rất sâu. Nếu có người giúp cho quý vị thôi miên đến mức độ sâu thì quý vị sẽ phát hiện nay chúng ta cùng nhau tụ hội ở nơi đây, mà trong những đời trước chúng ta cũng cùng chung với nhau. Cái duyên này là có thật, không phải giả. Thì biết được có duyên số sâu dày như vậy, duyên số nhất định phải thiện, phải kết thiện duyên và kết pháp duyên. Trong đó phải có trí huệ, phải có đức hạnh, phải hàng phục được cái dục niệm này, dùng trí huệ mà hóa giải nó. Trong Phật Pháp có nói phiền não tức Bồ Đề, đem phiền não chuyển thành Bồ Đề. Vậy thì đúng rồi. Và lại hiện nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật là thù thắng vô cùng vi diệu, chính là niệm A-di-đà Phật. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm nổi dậy thì lập tức niệm A-di-đà Phật, thấy điều quy về A-di-đà Phật, dùng một câu A-di-đà Phật này để hóa giải tất cả vọng niệm. Cho nên cổ nhân có dạy: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm.
Nếu quý vị giác ngộ được chậm thì quý vị sẽ đi theo tà niệm, lại tạo tác tội nghiệp. Cho nên cái vọng niệm đầu tiên vừa khởi lên thì cái ý niệm thứ hai là A-di-đà Phật phải nuôi thành cái thói quen như vậy, thì gọi là chân niệm Phật, rất có hiệu quả. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói phải hàng phục cái tâm này. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để hàng phục cái tâm, thù thắng hơn tất cả phương pháp khác. Chỉ cần quý vị niệm liên tục câu Phật hiệu này, thời thời khắc khắc cũng nhớ niệm, thì đây là đoàn thân chánh niệm. Kế tiếp là ngôn hạnh tương phó. Câu này rất là quan trọng, có nghĩa là không có nói dối, không có nói lời lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Nếu chúng ta nghe người khác họ nói khiêu khích thị phi, phải dùng phương pháp gì để đối phó? Chúng ta phải xem đối phương. Đối phương có thiện căn thì có thể khuyên dạy họ. Nếu đối phương không có thiện căn thì chúng ta không nói, chỉ niệm A-di-đà Phật mà không cần biện bạch. Nếu biện bạch, trong ngạn ngữ có câu càng tô càng đen, đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Phương pháp giải quyết của Phật là mặc nhiên, tức là im lặng, không nói một câu, không có tỏ ra điều gì. Phải giữ gìn tâm thanh tịnh của mình thì tự nhiên hóa giải được những chuyện thị phi bên ngoài. Phật dạy cách này là phương pháp thật sự có trí huệ. Đây là ngôn hạnh tương phó, sở tác chí thành, nghĩa là bất luận là đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, không sợ bị lừa gạt, không sợ bị thiệt thôi. Đây là nhất định phải học. Cổ nhân Trung Quốc có dạy thiệt thòi là phước. Lời nói này là thật, không phải giả. Vậy có thiệt thòi hay không? Không bao giờ bị thiệt thòi. Tuy thấy bị thiệt thòi, nhưng thật ra là có được đại phước báo. Sau khi chúng ta học Phật, hiểu rõ nhân quả thông ba đời, mới thật sự biết được trong thế gian này không có một người bị thiệt thòi, cũng không có một người bị lừa gạt, không có ai lợi dụng ai. Tại vì sao? Vì đời sau phải trả nợ. Thiếu mạng phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, có lúc trả nợ còn phải trả thêm tiền lời. Quý vị làm sao bị thiệt thôi? Cho nên nhất định phải hiểu rõ nhân quả thông ba đời. Chúng ta sống trong thế gian này, đối xử với mọi người tâm phải bình đẳng, đối xử với mọi việc thì mới thật sự làm được công bằng. Công là gì? Là không có tư. Không có tư thì là công. Không có phân biệt chấp trước thì tâm bình đẳng. Nếu không chịu bị thiệt, không chịu bị lừa gạt, không chịu bị thiệt thôi thì là rất phiền phức. Đời sau vẫn phải đền mạng, vẫn phải bị đòi nợ. Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị không ở trong luân hồi thì quý vị làm sao đi đòi nợ trả nợ? Này, họ ở trong luân hồi chính vì một chút nợ này và một cái mạng này, cho nên quý vị không thể ra khỏi luân hồi. Tức là quý vị đã bị lừa gạt rồi, đã bị thiệt thôi rồi. Những người thiếu mạng, ta không đòi mạng, ta không đòi nạn, đòi mạng, thiếu nợ, ta không đòi tiền, thì ta trong đời này mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị cứ nhớ mãi phải đòi nợ, đó tức là vẫn còn nhớ trong luân hồi.
Quý vị không thể không hiểu cái lý này. Hai câu sau thì nói được càng hay. Độc tác chư thiện bất vi chúng ác, tức là mọi người đều tạo ác, chỉ có ta một người không tạo ác. Kết quả ra sao? Ta một mình thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức. Nghĩa là quý vị được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, được đại phước đức. Món nợ trong thế gian này đã trả xong rồi, không nên khởi lòng tham tiểu lợi trước mắt. Tiểu sanh tiểu lợi, tiểu danh tiểu lợi, là đó là ma. Nó đang dụ dỗ mê hoặc quý vị, khiến cho quý vị mãi mãi không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu quý vị thật sự buông bỏ được, thật sự buông xả được, đối với chúng sanh có lợi, có lợi ích, phải làm nhiều việc tốt, toàn thân toàn tâm toàn lực mà làm, không nên lo lắng làm việc tốt, trong tâm thanh tịnh không nhiễm bụi trần thì đúng rồi, thì quý vị thật sự được đại phước đức. Quý vị cũng không ngờ mình có đại phước đức như vậy. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng ta học tập đến đây.